Bản tin Bộ Y tế ngày 30 tháng 8 năm 2022 cho biết, cả nước có 3.241 ca COVID-19, có 13.142 ca khỏi. Trong ngày có 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 43.117 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.408.952 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 114.980 ca nhiễm. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 13.142 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.170.271 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 137 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 124 ca, thở oxy dòng cao HFNC 4 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca, thở máy xâm lấn 7 ca, ECMO 0 ca. Từ 17:30 ngày 29 tháng 8 đến 17:30 ngày 30 tháng 8, ghi nhận 4 ca tử vong tại Cần Thơ 1, Hà Nội 1, Khánh Hòa 1, Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.117 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Trong ngày 29 tháng 8, có 300.913 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 256.291.765 liều. Trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.649.646 liều. Mũi 1 là 71.075.947 liều, mũi 2 là 68.638.409 liều, mũi bổ sung là 14.852.997 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 49.972.687 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 14.109.606 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 22.343.510 liều, mũi 1 là 9.096.218 liều, mũi 2 là 8.804.269 liều, mũi nhắc lại lần 1 là 4.443.023 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 15.298.609 liều, mũi 1 là 9.284.426 liều, mũi 2 là 6.014.183 liều.